Thơm không? Thơm không? Nhiều quá thì nó sẽ không sàn được đấy. Này nó có thử bắp rồi mà. Phải chứ. Con này nằm nó bắp bể nha. Bắp hạt bắp nó nằm bự ra cho gà nó. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.